Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội thuộc Công an 24 quận huyện, phối hợp lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Phòng chống ma túy đã chia thành nhiều tổ tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm về lỗi cầm cố tài sản thuộc sở hữu của người khác mà không có giấy ủy quyền, cầm cố tài sản không chính chủ và nơi giữ xe cầm đồ không đúng điểm đăng ký. Ngoài cái việc chấn chỉnh cái việc chấp hành các quy định quản lý nhà nước đối với các loại hình kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự theo nghị định 96 của chính phủ, thì bên cạnh đó là cũng phát hiện ra các hành vi các đối tượng ẩn nấp rồi lợi dụng vào các cơ sở này để mà hoạt động vi phạm pháp luật. Ví dụ như trong cầm đồ là các hoạt động cho vay, tiêu thụ tài sản cho khác người khác phạm tội mà có. Cùng với việc kiểm tra xử phạt, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng thời tuyên truyền, cảnh báo các cơ sở trên về phương thức hoạt động của các loại tội phạm hiện nay, nhất là tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi, các biến tướng của đòi nợ thuê.